Trước màn ảnh của các bạn đây là một lô những cái túi đựng sáo. Đây cho các bạn nhìn gần hơn. Những cái túi đựng sáo này hay còn gọi là bao da. Nó rất là chuyên nghiệp, nhìn nó như là cái bao đàn guitar luôn. Cái những cái kia là chưa bóc tem. Thực ra tem nó là mấy cái túi ni lông thôi. Còn đây là cái cây là đây là cái bao da mà tôi đang sử dụng đây. Thì bây giờ người dẫn chuyện sẽ xuất hiện để giới thiệu cho các bạn nhé. Ui. Sao hôm nay bê cái camera này nặng thế? Đấy, hiện trường hơi lộn xộn một chút. Nhưng mà tôi sẽ xuất hiện để cố gắng giới thiệu cho các bạn về cái bao da này. Đây thì tôi đây tôi sẽ cái túi đựng này tôi sẽ tách như này. Đây túi đựng sáo đây, hay còn gọi là bao da đựng sáo, rất là chuyên nghiệp. Bình thường khi mà đi giao lưu chúng ta mang theo một bộ sáo như thế này, chúng ta xách ở trên tay này, hoặc là các bạn có thể đeo lên vai thì chúng ta nới ở dây ở đây ra, nới rộng dây ở đây ra, chúng ta có thể đeo như thế này, đeo rộng hoặc đeo chéo vòng qua cổ này, đây là đeo chéo đấy. Còn bây giờ thì tôi sẽ giới thiệu cận cảnh cho các bạn trong cái túi này có những cái gì, đựng được những cái gì. Bây giờ tôi với các bạn sẽ phân tích xem cái túi đựng sáo này có những gì và cấu tạo thế nào nhé. Cấu tạo và cái kích thước của cái bao da này. Về kích thước tổng quan là dài là 80cm, đảm bảo đựng được cả những cây tiêu dài nhất. Ví dụ cây tiêu của tôi ở trong đây đấy thì còn chưa dài đến 80cm đâu, 80cm là dài lắm. Có hai ngăn chính là ngăn lớn đựng sáo ở bên trong đây. Đấy. Và ngăn nhỏ là để đựng những cái đồ phụ kiện như là sách vở, bút viết rồi là điện thoại. Cái ngăn này đựng được cả những cái điện thoại cỡ lớn, smartphone, kể cả dòng Note hay dòng Samsung Note cho đến những cái dòng iPhone Pro Max. Đây thì trong đây tôi đựng những cái gì? Sách để ghi vở, để ghi cảm âm này. Đấy. Hoặc là những cái bản nốt nhạc. Bút viết nhiều màu, nhiều ngoài. Đủ các màu đỏ, đen, xanh. Đấy, để chúng ta vừa có thể ghi chép vừa có thể gạch chân ghi chú được. Trước kẻ, nếu như cần kẻ các cái dòng kẻ khu nhạc, bút chì. Đấy, bởi vì khi viết nốt nhạc chúng ta có thể dập xóa thì chúng ta dùng bút chì. Còn cảm âm thì dùng bút mực, còn khu nhạc thì thường là dùng bút chì. Đấy. Điện thoại. Cái smartphone để quay clip này. Khi chúng ta thổi sáo chúng ta cần quay clip thì dùng smartphone này, có camera này. Điện thoại nghe gọi. Trong quá trình chúng ta quay thì là nếu mà có một cuộc gọi đến thì nó sẽ làm ngắt camera, cho nên chúng ta dùng riêng một cái số riêng nghe gọi riêng. Để ai có nghe gọi nhắn tin nó không ảnh hưởng vào cái camera của chúng ta. Như tôi thì còn mang theo cả một bộ dao quét. Đấy, và lưỡi dao để nếu như khi chúng ta đi chơi sáo mà gặp bạn nào có cây nó hơi chưa chuẩn lắm thì chúng ta chỉnh giúp. Đấy, thế thôi, cơ bản là những cái đấy. Ngoài ra chúng ta còn tùy. Nếu bạn nữ thì dùng phấn son thì cho vào đây. Tôi không có dùng phấn son. Đấy. Còn bên ngăn bên trong này là ngăn lớn này, ngăn chính. Là đựng sáo. Đựng rất nhiều sáo. Gồm những cái gì? Như bản thân tôi thì dùng rất nhiều loại sáo. Thì tôi sẽ mang như thế này. Đây là chưa phải đẩy hết đâu nhé. Những cái kia này chúng ta kẹo nhiều. Như đây tôi mang như này, tôi đã cảm thấy gọi full option rồi. Không có thiếu cái gì cả. Sáo đô thường dùng nhất này. Đây cái sáo đô 10 lỗ thường dùng nhất. Cây DJ để thi thoảng chúng ta thổi nhạc tàu. Cây DJ ít dùng thôi nhưng mà tôi vẫn cho vào đây. Sáo la trầm này cũng thường dùng này. Sáo xi giáng này. Đấy, cũng hay dùng này. Đấy, những đấy là những cái tông sáo hay dùng nhất. Thêm nữa là cái son trầm. Son trầm thì không thường dùng lắm. Nhưng mà cũng có.
thì ở đây vẫn sáo vẫn nhiều nhất vẫn là đô này, la xì giáng và son trầm. Đấy, ở đây thì có tiêu, nhưng cây tiêu của tôi đây thì vẫn còn chưa đến 80 phân, tiêu đô này vẫn thừa dài đây. Tiêu nguyên gốc rễ đây. Đây là cái song mèo nó kép luôn đấy, nó kép nhép vừa khớp luôn. Thì cái túi này đấy, những cái khe này nó rất là hợp lý, bởi vì là nó có thiết kế dây thun đấy, thun có giãn ở đây để nó kẹp cho cái này nó chặt, nó bị sọc sạch đấy, cho nên những cái sáo nó kẹp vào đây nó rất là mút. Đây 2 4 6 7 thì có 7 cái khe lớn này, ngoài ra những cái khe thực ra nó còn nhét được nữa, nó lớn mà chúng ta có thể nhét chồng 2 cây được vào nhau mà đấy. Nhưng mà như thế này là tôi đã thấy nó đầy đủ rồi, không có thiếu gì mấy. Ngoài ra thì các bạn có thể bỏ, ví dụ những cái khe này chúng ta vẫn còn trống này, chúng ta nhét vào đây được, chúng ta còn nhét được nhiều cây nữa. Và chúng ta đóng lại đấy. Đấy thì nhìn thế này nó rất là chuyên nghiệp và nó không sọc sạch cái gì cả, nó rất là êm đấy, chắc tay đấy. Chúng ta lại cho hết những cái đồ dùng của chúng ta vào đây, son phấn, gương soi, rồi là kéo cắt tỉa chúng ta cho vào đây. Đây cả dao quét này, chỉnh sáo này, sửa sáo này, điện thoại này, điện thoại này, chúng ta đóng vào. Thế là trong đây không thiếu cái gì cả đấy. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong những video lần sau.